chiến đàng ai ngàn lơ nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng vô ương hóa nội đã căn lương ai chí tâm mà kiên cương ai những chú biển thầm phương ai nam mô Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô Bà Lô Yên Đế Thương Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đoá Bà Gia Ma Ha Tăng Đoá Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Thác Bang Ra Phạn Về Số Đát Na Đát Của Nam Mô Thân Kiên Lạc Đoá Y Mong A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thác Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Tăng Kỳ Hê Đi Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Đạo Vua Bằng A Thề Dừng Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phạn Đàn Đồng Na Địa Thang A Ba Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Nhi Hê Đi Ma Ha Bồ Đề Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Di Đà Dừng Câu Lô Kiến Mông Đô Lô Vạn Xà Gia Đế Ma Ha Pha Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Ri Ni Thân Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mùng Đế Lê Y He Di Na thân na ra sanh phần ra xa lời và xa pha sanh phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tân đi tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề đi ya na ra cân đi 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 sanh ni na ba ya ma na ta ba thân đa ya ta ba ma thân đa ya ta ba thân đa dự nghe thân ban ra ya ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ ya ta ba ta ba ma ha thân đa ya ta ba ya kiết ra thân đa ya ta ba ba đa ma yêu thân đa ya ta ba na ra cấn trì bằng ya ra ya ta ba ma ba lợi thân y ra ya ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô Bà Lô Yên Đế Thức Bạn Ra Dạ Ta Bà Hàng Tất Điện Đồn Mạng Đà Đà Bạn Đà Dạ Ta Bà Hàng Tất Điện Đồn Mạng Đà Ra Bạn Đà Dạ Ta Bà Hàng Tất Điện Đồn Mạng Đà Ra Bạn Đà Dạ Ta Bà Nam mô Bổn
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tạo ngồm. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì Sa cơ mà não sáng lo văn chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa là xa quý quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân xưng quảng thế âm bồ tát nhân và thì chư nhân đặng giai đăng thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh quang thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quang thế âm bồ tát danh và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa lá sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tà danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng di án nhạc thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tâm đoàn hoài thực đắc giải thoáng như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tận hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn
chư thiền nam tử văn đa không bố nhờ đắng ưng đường như cái tâm từng quan thế âm bồ tát chánh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh nhờ đắng nhờ xưng danh và thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhờ vẫn có phá thân ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nhớ thế nhược hư chúng sanh đã nhâm vô thường niệm cung kinh quả thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh quả thế âm bồ tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quan thế âm bồ tát tiện đắc ly si vô tận y quan thế âm bồ tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sở nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quan thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quan thế âm bồ tát chánh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân không đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tăng vô tận ý thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tử như hứa quang độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quang thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi và thân nhi về thuê pháp ơn về thanh văn thân đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuê pháp ơn về phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuê pháp ơn về đế thích thân đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi về thuyết pháp
tức hiện từ tại thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tại thiên thần đấng độ giam tức hiện đại từ tại thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đấng độ gia tức hiện thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyền pháp ưng di tỳ sa môn thân đăng đồ giam thân hiền tỳ sa môn thân nhi về thuyết pháp ân nhi tiểu vương thân đăng đồ gia thân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ân nhi trường gia thân đăng đồ giam thân hiền trường gia thân nhi về thuyết pháp ân nhi sĩ thân đắng đồ gia tân hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng di tế quan thân đắng đồ gia tân hiền tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng di bà la môn thân đắng đồ gia tân hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đẳng đồ gia thân hiền tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nhi về thuyết pháp ứng di trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đẳng đồ gia thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ứng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì thuyết pháp mừng di chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì thuyết pháp hồ tận ý thì vắng thế Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm Bồ Tát thì quán thế âm Bồ Tát mà hà ta từ bố ý cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng cô tần y bồ tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phàm ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng cô thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm
Phật Ta Nhị Phật Nhân Phật Phong Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ Phật Phụng Đa Bảo Phật Tháp Vô Tận Y Quan Thế Âm Bồ Tát Hữu Như Thị Từ Tài Thần Lực Du Ư Ta Bà Thế Giới. Nhị Đại Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Vẫn Việt Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đàm Bồ Tát Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sơ Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bấn Tư Nghị Thị Đa Thiên Ưng Phân Phan Đại Thánh Tình Nguyện. Ngà vì như lửa khuya vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa căn biến thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niềm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niềm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niềm bi quan âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới. Niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngọn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quan âm lớn ngưng thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng tù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư cố gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quan sư bố quý quân trần trung. Niềm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng vì tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn.
Như thời trì địa Bồ Tát ta thông tòa khởi tiền bàn Phật ngọn thế thôn như hư chúng sanh văn thị quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thị hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn không đứng ba thế và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di
Phật Di Hồng Ấn Ma Ni Văn Di Ông. Ấn Ma Ni Văn Di Ông, Ấn Ma Ni Ba Di Hồng, 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 Ấn Ma Ni Ba Di Hồng. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Hải Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sang Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sang. Sang thực thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bận cơ bất tình bận tăng bận giam thì cố không trung vô sáng vô tòm. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm.
Từ tạng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tạng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư Phật. Ê văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điện gia tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tấn nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lăng đê a di đi đà tỳ ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điện gia tha di đi đô bà tỳ a di đà đa ta nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đê a di đà đa tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa điện gia tha a di đà đa bà tỳ a di đà đa ta nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đê a di đà đa tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh cảm mộ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn nam mô thầy phương cần là thế đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long ấy, Cấm Thế Gian Đều
trong danh Ngài, chúng sanh anh thái ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quang quang thế âm cứ cò đò sanh. Nếu ai có một niệm lành vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới. Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang. Diệu trang vương ngữ ngai vàng vô trang, diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chẳng đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Mò cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thằng ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà. Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tử.
tức thì. Tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chiên đàn hai ngàn lư nhiệt danh hương, gia du tự mẫu lượng bồ hương. Hóa nội đã tam lương, chí tâm kiên tương, những chú biển thầm phương. Nam mô Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hán Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bá Ra Dạ Bồ Đề Thác Đoà Bà Dạ.
Maha Tăng Đó Ba Giá Maha Ca Lô Ni Ca Giang Thác Ban Ra Phạn Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Thanh Kiên Lạc Đó Hi Mong A Di Nha Bà Lô Kiên Đế Thất Phân Ra Lăng Đà Bàm. Nam Mô Na Ra Thắng Kê Hê Đi Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Đạo Vua Bằng A Thề Dựng Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Nhà Ma Phạn Đàn Đồng. Na Địa Thang A Ba Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Nhi Hê Đi Ma Ha Bồ Đề Tăng Đô Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đi Đà Dân. Câu lô kiến mong đô lô vạn xà gia đế ma ha pha xà gia đế đà ra đà ra đi ri ni thân Phật ra gia gia ra gia ra ma ma Phật ma ra mùng đế lên. Y hê di hê thất na thân na ra sanh phần ra xa lời và xa pha sâm phần đà xa gia hô lô lô ma ra hô lô hô lô hê đi ta ra ta ra tân đi tô rô bồ đề ya bồ đề yam bồ đà ya bồ đà ya di đề đi ya na ra cân đi địa đi sanh ni na ba ya ma na ta ba Ya ta ba ma thân đa ya ta ba ham thân đa dương nghe thân vang ra ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ ya ta ba ham ta ba ma ha thân đa ya ta ba tấn đà già ta ba ba đà ma yêu tấn đà già ta ba na ra cấn trì bằng già ra già ta ba ma ba lợi tấn yêu ra già ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà ba lô yêu đế thức bằng ra già ta ba Mạng đà đà bằng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta ba hán tớ niên đô mạng đà ra bằng đà dạ ta ba hán. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tao ngồm ngà kim kiến văn đăng thọ trì Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tăng Y Bồ Tát Tấn Tùng Tòa Cởi Thiên Đáng Thự Kiên Hiệp
trường ngưỡng vắng như ta thì ngón Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát Di Hà nhân duyên danh Quan Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ Nhược Vô Lượng Ba Thế Quang Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quan Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Xưng Danh Quan Thế Âm Bồ Tát Tính Thời Quang Kỳ Âm Tinh Nhi Đăng Giải Thoát Như Hữu Trì Thị Quan Thế Âm Bồ Tát Danh Gia Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vì Đặc Tùy Sở Phiêu Sinh Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhượng Hữu Ba Thiên Vàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kiệm Ngân Lưu Ly Xa cư mà não sáng lô vắng chân cháu đằng bao nhầm mư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quý quân kỳ trung nhược hữu này chi nhân nhân. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát Danh Già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh Quan Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát Danh Già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la san dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tân đoàn hoài tức đắc giải thoát như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tàng hữu nhất thường chú tương chư thượng nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm từng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly si vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ngữ nữ nhân thiên
cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiện dung cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quan thế âm bồ tát với bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân hoa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như quan độ chúng sanh ứng gì phật thân đăng độ gia quan thế bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng di bích chi phật thân đắng đồ giang thân hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp mừng di thanh văn thân đắng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp mừng di phạm vương thân đắng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ưng di đế thích thân đăng đồ giang từng hiện đế thích thân nhi vì thuyết pháp ưng di từ tại thiên thân đăng đồ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di đại từ tại thiên thân đăng đồ giang thân hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia thân hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đắng đồ gia thân hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ưng di tiểu vương tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ứng di trường giả thân đăng đồ giả thân hiện trường giả thân nhi vì thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng đồ giả thân hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng đồ giả từng hiện tế quán thân nhi vì thuyết pháp ưng di bà la môn thân đăng đồ gia từng hiện bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân
đẳng đa giá thân hiền tỳ kheo tỳ kheo ni ba tăng ba di thắng nghĩ về thuê pháp mừng về trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam thân hiền vô nữ thân nghĩ về thuê pháp mừng về đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuê pháp mừng vì thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng thân đăng độ gia thân gia hiền chi nhi vị thuê pháp mừng vì chấp kim cang thần đăng đồ gia tấn hiền chấp kim cang thần nhi về thuê pháp phò tận ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cô Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảng Phô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quang Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh là Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tán Thi Ngôn Nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quang thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quang thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Như thời phần ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm Phật ta nhị Phật nhân Phật phụng Thích Ca Mâu Ni Phật nhờ Phật phụng Đa Ba Phật Tháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát hữu như thị từ tài tận lực du ư ta bà thế giới. Nhị tài Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám Bồ Tát nghe như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài ý thôi làng đại hoa căn Niệm bi quán âm lờ hóa căn biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong Vì nhận sơ thôi đoà niệm bí quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục
đòa là kim cang sơn niềm bi quán âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ oan tận nhiễu ca trăm đau gia hài niềm bi quán âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quán âm lần. Cao tầm đoan đoan hoài hoảng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án là xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết điền. Giang bà chưa đại vô niềm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng tù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng vì tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đứng ba theo và thuê thì phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Chiều pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 án ma
An ma ni ba di ông, an ma ni ba di hồng, 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 an ma ni
Ang ma ni ba di hồng, 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 ang ma ni ba di hồng. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ
Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Bang Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bang Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Khổ Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh Sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bân về bân cơ bất tình bân tăng bân giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tế thì thăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm Từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niếm bằng tam thế chư phật Y bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bằng nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiê cô chân tiền bẩn hương Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chùa viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà điên gia tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê a di đi gia
ya na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô bà tình a di đi đa tha nam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đa ba tê a di đà đa ta đa ba tê a di đà đa tê ca lăng đê a di đà đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba ha a di đà phật thân kim sanh Cam mô trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ban nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di nam mô a di đà phật 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 nam mô nam mô a di đà phật 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 nam mô di đà phật nam mô a 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 di đà phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Quay Thần Lòng Lòng Ai Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Ai Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng chẳng tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha.
Diệu thân ấy chính là chi cả, sao cùng tu chứng quả văn thù à, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chân chánh đáng ghi à, tuổi nhỏ trí có ai bì à, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy, mong công thành cứu độ chúng sanh à, thời kỳ trai giới tu hành à, tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ à, có cam tuyền thật nhũ bao quanh à, cảnh tốt dành cho người lành à, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy, chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho an. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cứu khổ độ
hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cửu pháp liên hoa vì phù màu hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lữ nguyện gì từ công đức phổ cầm những thế đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật đơn nguyện chúng sanh thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đơn nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đơn nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất